Chào mừng bạn đã đến với chuỗi video về chương trình đào tạo khả năng và kỹ năng lãnh đạo được thực hiện bởi PPSOS. Và tôi là Huy, người sẽ đi cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Chúng ta cần tới khả năng lãnh đạo khi một vấn đề phát sinh cần giải quyết, một vấn nạn hoành hành cần khắc phục, hay khi một nhóm người hoặc tổ chức cần sự thay đổi đột phá để vượt thoát tình trạng hiện tại. Nếu một bộ máy vận hành ổn định và chỉ cần duy trì hiện trạng ổn định đó, thì chúng ta sẽ cần người biết quản trị thôi, chứ đâu cần tới khả năng lãnh đạo, phải không nào? Vì vậy, nói tới khả năng lãnh đạo là nói tới khả năng tìm giải pháp. Mà giải pháp là gì? Đó là lộ trình dẫn từ điểm A là hiện trạng không tốt đẹp hoặc không hài lòng đến điểm B là mục đích mà chúng ta ước muốn. Lãnh đạo là dẫn đường dẫn từ A đến B. Cho nên, video đầu tiên trong chuỗi video này, chúng ta sẽ nói về tìm giải pháp. Tôi đã từng nghe một câu nói như thế này: trước mỗi vấn đề, người tích cực đi tìm giải pháp. Trước mỗi giải pháp, người tiêu cực chỉ ra nhiều vấn đề. Các quốc gia phát triển đều là các quốc gia có văn hóa tìm giải pháp, thay vì chê trách hay than vãn về một tệ trạng. Con người ở đó thi thố tài năng để tìm đáp số hoặc lối thoát. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này để chúng ta hiểu rằng tìm giải pháp là mấu chốt của mọi nan đề. Và nếu không tìm giải pháp cho kỳ được, thì chúng ta sẽ mãi chìm trong bế tắc. Một ngày nọ, công ty kia có cỗ máy lớn gặp trục trặc và ngừng hoạt động. Tổ phụ trách kỹ thuật của công ty không thể tìm ra nguyên nhân. Lần lượt các chuyên gia giỏi nhất được mời đến cũng không tìm ra cách sửa chữa. Cuối cùng có một nhà khoa học. Sau khi xem xét cỗ máy liền dùng bút chì đánh dấu một điểm trên bản sơ đồ vận hành của cỗ máy và yêu cầu tìm nguyên nhân ở đó. Quả nhiên vấn đề được khắc phục. Khi nhà khoa học tính phí 10.000 đô la, giám đốc nhà máy thốt lên: "Ông lấy hẳn 10.000 đô cho một nét chì ư?" Nhà khoa học trả lời: "Tôi tính giá 1 đô cho việc vạch nét bút chì và 9.999 đô la cho việc tìm ra chỗ để vạch nét chì ấy. Bằng không thì cỗ máy triệu đô của quý vị đã trở thành một đống sắt vô dụng." Vậy đó, truy tìm căn nguyên của vấn đề rồi vạch ra được giải pháp mới là hữu ích. Để xã hội Việt Nam phát triển, chúng ta cần đào tạo người dân về tư duy và kỹ năng tìm giải pháp. Vậy liệu có một quy trình hoặc một công thức mẫu cho việc tìm giải pháp, hay nó chỉ là sự cầu may hoặc một phát kiến bất chợt? Câu trả lời là mỗi một giải pháp đề ra đều tùy thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng tư duy, trực giác hay kinh nghiệm từng trải của người hoặc nhóm người tìm giải pháp. Tuy nhiên, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một quy trình logic để tăng triển vọng tìm giải pháp. Quan trọng không kém, ứng dụng quy trình này trong đời sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta phát huy tập quán tư duy tìm giải pháp. Muốn nắm được quy trình này, trước hết chúng ta phải hiểu rõ một số khái niệm. Đầu tiên là đối tượng phục vụ, hay còn gọi là đối tượng. Khi nhận diện một vấn đề, chúng ta phải biết rõ đấy là vấn đề của ai, nhóm nào. Nói một cách khác dễ hiểu thì xác định đối tượng phục vụ chính là trả lời cho câu hỏi: chúng ta làm việc này cho ai? Câu hỏi thứ hai, giải pháp được đề ra để giải quyết những loại vấn đề nào? Câu trả lời là vấn đề hệ thống. Chỉ những vấn đề mang tính hệ thống mới đòi hỏi một quy trình tìm giải pháp. Một vấn đề không mang tính hệ thống chỉ cần đối phó một lần là xong. Ở đây, chữ vấn nạn được dùng cho một vấn đề có hệ thống. Vậy sau khi giải quyết được vấn đề rồi thì thực trạng sẽ thay đổi ra sao? Trước khi bắt tay vào sửa cỗ máy, ta phải đặt mục tiêu tối hậu là đưa cỗ máy trở lại trạng thái bình thường và có thể vận hành được, đúng không nào? Đây chính là việc xác định mục đích, tầm nhìn hoặc viễn kiến. Nếu vấn đề là điểm khởi hành thì mục đích là điểm đến của giải pháp. Điểm đến ấy thường xa xôi và có khi phải mất nhiều thế hệ mới đạt được. Tầm nhìn hoặc viễn kiến mô tả trạng thái của đối tượng phục vụ khi họ đạt được mục đích. Tôi lấy ví dụ, tầm nhìn để Việt Nam trở thành một đất nước thượng tôn pháp luật. Ở đây, đối tượng phục vụ sẽ là toàn xã hội Việt Nam. Viễn kiến là khi cả chính quyền lẫn người dân cùng ý thức và hành động để tuân thủ và thực thi pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Mục đích là điểm cuối cùng của giải pháp. Vậy trên chặng hành trình đó có rất nhiều thành quả nhỏ nhưng mà vẫn chưa tới đích thì ta gọi nó là gì? Ta gọi nó là mục tiêu phúc lợi và mục tiêu xuất liệu. Vì mục đích thường xa xôi nên khi hành động, chúng ta cần đề ra các mục tiêu tương đối ngắn hạn. Mục tiêu ấy có thể chỉ áp dụng cho một thành phần nào đó của đối tượng phục vụ. Mục tiêu phúc lợi thể hiện những phúc lợi mà đối tượng phục vụ đạt được. Mục tiêu xuất liệu là kết quả của những nỗ lực của chúng ta. Cần thiết nhưng chưa đủ vì chưa đem lại phúc lợi mong muốn cho đối tượng phục vụ. Tôi lấy thêm ví dụ, mục tiêu phúc lợi cho một tập thể người dân nào đó là mọi người được hưởng một nền tư pháp công bằng khi có sự tranh chấp về lợi ích với nhau hay với chính quyền. Trong nỗ lực để đạt mục tiêu này cho tập thể người dân đó, thì nhiều tổ chức xã hội dân sự đã được hình thành và hợp tác với nhau. Vậy thì việc hình thành và hợp tác của nhiều tổ chức xã hội dân sự chỉ là mục tiêu xuất liệu. Nó cần thiết nhưng chưa hẳn là đem lại mục tiêu phúc lợi cho những người dân trong tập thể ấy là được hưởng nền tư pháp công bằng.
khi đã xác định được cách giải quyết vấn nạn cho ai và để đạt điều gì, thì chúng ta sẽ nghĩ đến làm những gì và làm ra sao. Và đây sẽ là đề tài của video kế tiếp. Ok, vậy là đã xong video đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những video tiếp theo nhé.